là chúc mừng sinh nhật. Ngày mai là ngày mấy ta? Ngày mai mùng 1 em sẽ ra video cho mọi người xem cùng chú cho video mọi người ngày mai. Hello, chào mọi người buổi sáng. Giờ này mà buổi sáng gì, giờ này buổi chiều luôn mọi người. Giờ này của 1 giờ 19 phút rồi. 1 giờ 19 phút ngày mùng 1 Tết, em mới dậy, tắm rửa, gội đầu. Sạch sẽ xong em sẽ đi chùa nha mọi người. Ngủ một giấc tới gần 1 giờ chiều luôn á. Ngủ thoải mái. Sớm em thì giờ chỉ còn có vài nhà là còn thôi. Dự định của em là mùng 3 sẽ về Rusuna nha. Mùng 3 em sẽ về Rusuna lên. Giờ này em sẽ đi chùa. Em sẽ đi đi chùa Thủ Dầu buổi chiều. Tại tối ngủ cũng trễ nên là thôi ngủ cho đã đi rồi. Rồi sáng hôm nay, rồi khi nào dậy đi chùa sao cũng được. Nhưng mà trước khi mà đi chùa thì em đợi tóc em khô thì em sẽ gắn cái bộ móng tay của em nha mọi người. Trời ơi, cái bộ móng tay của em nè. Khủng khiếp luôn. Em sẽ gắn cho nó một bộ, nhìn cho nó lịch sự một chút nha. Chứ không gắn nhìn thấy ghê quá à. Em định tí nữa em cũng sẽ đi vô trong trong đặt chiếu phim đấy, em coi phim. Tự nhiên vô mua vé xem phim cái đưa bàn tay này ra chắc thằng bán vé chắc nó sợ. Ở bên trước cửa nhà em thì đang có một sòng, không biết đánh bài hay chơi lô tô gì lắm. Là bên đó còn nhiều đóng cửa hết trơn. Giờ em sẽ ngồi đây em làm bộ móng tay. Xong rồi tóc em khô thì em sẽ đi, em sẽ đi chùa. Sáng ngồi chà quá trời luôn á. Chà xong rồi cắt móng. Nó dính dơ, nó dính màu nhọm á, dính. Sẽ làm sister. Ok, em vừa mới làm móng xong mọi người. Em vừa mới làm được bộ móng ok hoàn toàn. Rất là đơn giản nha. Giờ này thì em sẽ đóng cửa lại, em sẽ đi chùa thôi. Lấy con còn 4 tờ hả? Dạ. 4 số, 3 số hả? Dạ. Lấy con mỗi tờ 1 số đi. Ba. Ba, lấy con thêm cái tờ 46 một tờ nữa con. Gần 3 giờ chiều luôn mọi người. Đường vắng tanh nè, không ai bé
chỉ còn có bán vé số mọi người, em thấy còn nhiều người bán vé số lắm. Còn mấy quán này kia nọ thì đóng hình như là 99% á, chỉ còn có 1% bán thôi. Nãy em thấy trong chạy trong cái chợ Bầu Bàng á thì em thấy chỉ có cái quán bán đồ ăn vặt mở cửa. Ở đường D13 thì còn một quán cà phê mở cửa, với lại còn mấy cái quán pizza mở cửa. Giờ này thì em sẽ đi chùa thôi, rồi xong em sẽ đi comment. Let's go. Tiền luôn hả chị? Hết ra chỉ đưa thẻ thôi, khỏi đi. Nhớ giữ xe cẩn thận nha. Hôm nay buổi chiều cũng không có đông lắm mọi người, thấy cũng ít ít à, không bằng buổi sáng năm rồi. Năm rồi buổi sáng đông quá trời. Cái chỗ em hay mua đâu ta? Chỗ này người ta bán nhiều lắm. Bà lấy cái bao điện này với một phần phần trầu. Khóa này nhiêu? 30. Ở đây đang chạy trầu cao vậy là 15 nghìn rồi. 15 nghìn với lại 30 là 45. Rồi chú có lấy cái này không? Có. Mấy anh lấy cho thêm bịch màu hồng nữa. 45 80 là 125, 125 với lại 120 là 245 hết. 245 với 10 là 255. Chắc chưa? Dạ chắc. Chắc không phải không? Dạ chắc. Rồi đưa 245 ngàn đây. Với lại 10 ngàn nữa là 255. 255 đúng không? Thì đưa dạ, 245 ngàn đây. Hay đưa 245 ngàn đây. Dạ. Tao thiếu luôn 500. Đây, đây em nè. Dạ rồi, chị để đây để em soạn. À, rồi. 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 Trời đông ghê. Vô trong chắc cứng ngắc luôn rồi. Sao cầu Bình An. Ok, em đã đi chùa xong rồi mọi người. Giờ này thì là 4:13. Rồi em sẽ đi kiếm gì đó ăn, xong rồi em sẽ đi coi phim nha. Kiếm người chụp hình khó quá. Kiếm được 2-3 người chụp hình. Giờ này thì em sẽ đi kiếm gì ăn mọi người ơi. Em sẽ đi lên trên đường tích lẩm đúc. Dẫn em chiếc này luôn anh ơi. Chiếc này luôn. Đông quá. Một chiếc xe 20 ngàn. Trên đường Thích Quảng Đức. Em kiếm quán ăn. À, có quán này có quán bánh canh nè. Nhưng mà em muốn ăn cơm mọi người. Quán 68 đóng cửa mất tiêu rồi. Giờ em sẽ kiếm quán nào đó ăn nha. Trời ơi, chùa này đông dữ trời. Chùa này chùa Tây Tạng. Tây Tạng cũng đông lên. Sẽ ăn bánh canh. Bánh gì đấy chị? Một bánh canh hải sản. Quá Bình An hả? Đường sâu hả? Sẽ cho con á. Dạ. Biết
Em sẽ để cái hũ này vô nha mọi người. Nên một cái bánh coi xin ok vui vẻ của mình ở đàn số 2 bác Phúc của đấy cho em nha. Dạ nước giá vé là 124.000 tiền nước là bao nhiêu ta, tổng cộng là 167.000 nước là 39.000 không còn bàn để ngồi luôn, ngồi chung chị coi phim mai luôn hả chị, gặp lại chị Bầu à, gặp lại chị Bầu. Hello mọi người, em vừa mới coi phim xong rồi, phim rất là hay luôn nha mọi người, bộ phim Mai của Trấn Thành, bộ phim rất là đời và rất là thật luôn, lấy được nước mắt của cả rạp luôn, phim hay lắm, ai chưa coi thì đi coi nha, em thấy hay, thấy rất là thực tế, thấy rất là thực tế cuộc sống bây giờ. Trời ơi, tự nhiên trời mưa mọi người ơi, xu ghê luôn á, có mưa lâm râm rồi nè. Ôi mưa, mưa mọi người ơi, mọi người
ơi, ở đây mưa ướt đường luôn mọi người. Mưa đường ướt luôn rồi. Giờ vẫn còn 5 râm. Chắc hồi nãy mưa to lắm luôn hay gì á. Thấy ướt đường nước chảy luôn. Rồi em chạy cái hướng ở trên bến cát á thì còn đông đông, chứ chạy hướng này không thấy có ai nữa luôn mọi người, vắng tanh luôn. Tính ra ở dưới Bầu Bàng đi lên chắc có mình quá à. Chắc có mình đi chơi quá à. Giờ này thì em đã về tới Bầu Bàng rồi mọi người. Ô, cái siêu thị này vẫn mở luôn mọi người. Cái siêu thị này vẫn mở qua Tết luôn ta, mở xuyên Tết luôn. Tình yêu đến em không hề hối tiếc. Ở đây cúp điện vậy ta, vắng tanh. Đây có một cái shop quần áo big size mở xuyên Tết luôn. À, ba rau mở xuyên Tết luôn. Quán cà phê này đông ghê nha. Quán cà phê này là tại vì quán cà phê bên này mọi không mở nên mọi người có một quán cà phê Anna. Em thấy hình như quán này lớn nhất Bầu Bàng nè. Quán này không có mở, đóng cửa luôn. Là cái quán kia nó đông lắm rồi. À, cái gì vậy? Pizza. Pizza là đông nhất nha mọi người. Pizza không đông, đông hết đó. Ở đây nó không mở đèn đường ta. Cũng còn sớm mà không mở đèn đường, thấy tối thui à. Về tới nhà. Giờ thì sẽ ăn chân gà nha mọi người. Của cô Ú. Cô Ú Bình Dương. Hũ này nó là 1 kg. Lúc em mua em thấy trước đó cũng có mấy người, người ta mua 3-4 hũ luôn, em không biết giá nhiêu hết. Cái lúc ra em hỏi là bao nhiêu một hũ vậy, cái xong rồi cái hũ chân gà này với lại chân gà cút gân với lại chân gà không cút gân á là cũng 160 một ký mọi người, 160 một hũ vậy nè. Còn bao tử á, rửa tay nha cũng 160 luôn, rửa tay heo cũng 160 luôn. Còn bao tử là 270. Em ăn chân gà thử này có ngon có lạ không mọi người, mà sao nó mắc quá vậy.
Chua chua ngọt ngọt. Cái vị ngọt đậm hơn. Vị ngọt đậm hơn nha mọi người. Cái này ngọt nhiều hơn là chua. Thơm mùi tắc. Thơm mùi tắc. Ok, giờ em đã tắm rửa xong xuôi hết rồi. Giờ cũng đã 9 giờ 15 phút rồi mọi người. Em vô em nằm mà ghế massage mọi người ơi. Hơi mỏi lưng. Ôi, giờ này thì em ngủ à, em sẽ ngồi em sẽ qua bên bệnh cắt cái video nha mọi người. Nằm ghế massage xong em sẽ qua bên bệnh cắt cái video nha. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.